Đồ Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 15 tháng 10, em xin gửi đến mọi người một số cây cần bãi gồm có chất liệu cần là fib và carbon. Video này có 22 mã hàng, từ mã số 1 cho tới mã số 13 là carbon, từ mã 14 cho tới 22 là fib. Mọi người mua thì nhắn giùm em mã hàng kèm theo số video và ngày. Đầu tiên sẽ giới thiệu là cần fly, có hai cây fly số 1 và số 2, thì hai cây này đều giống thông số của nhau luôn nha mọi người. Đây, hai cây nè, giống mi chang luôn ha. Đều là dài 2m4, ngọn 1 ly 9, nặng 60g. Mã 1 là 300, mã 2 cũng 300, của thương hiệu Daiwa. Stretch 4, thăng 4 năm, độ cứng 4 năm. Made in Taiwan, cây này Taiwan xuất Nhật. Model SFF805. Khoen đề ba của nó là khoen Fuji carbon vân, còn lại các cái khoen này là dạng khoen inox không lồng sứ, abu nó cũng vậy ạ. Ngoại hình thì đẹp, nhẹ có 60g thôi, dòng chuyên suối ha, cần fly chuyên suối. Mã 1 300, mã 2 này cũng 300 mọi người, thông số cũng giống y chang luôn. Thân 4 năm, dài 2m4, tay quăn cũng stretch 4, quăn đề 3 cũng là khoan Fuji. Thì một cây là 300 nha mọi người, phi ship mã 1 và mã 2. Ngoại hình thì giống nhau luôn, trầy xước thì cũng không đáng kể. Mã 1 300, mã 2 300. Tiếp theo mã 3, một cây ISO khoan nhỏ của hãng Alpha, dài 6m3, cây này em đo là 6m2, đọt số 3, đọt số 3, bát Fuji FF7. Khoan là khoan Fuji, ngọn của cần là 1 ly 8, nặng 460g. Cây này gốc 27 ly. Mã số 3 giá 600.000. Mã số 4 là một cây cần si ISO khoan lớn, bát của nó là bát Fuji vặn như thế này, dài 4m5, đọt số 4, của Singapore sản xuất, dòng Hays Power X, còn cái nắp luôn mà. Khoan Fuji ngay cái đầu này nó hơi bị tróc phần sơn, còn đủ chiều dài. Tem xuất Nhật đầy đủ nha mọi người, phôi có hơi cũ theo thời gian. Đọt 1 ly 8, nặng 240g. 1 ly 8 ạ. Carbon xoắn X nè, có hai lóng xoắn X. Phôi cần có hơi trầy xước, có hơi trầy nha mọi người. Rồi, cây này là mã số 4 giá 650.000 ạ, phi ship. Số 5 là một cây ISO khoan nhỏ của hãng Si luôn. Cây này có hơi xước, dài là 4m, đọt số 2, bát Fuji FF6, Indonesia sản xuất, carbon holiday ha. Có trầy xước, cốt nô CD 432040, khoan Fuji. Ngọn là 1 ly 7, nặng 140g. Lóng này hơi trầy, lóng kế gốc đó mọi người, nó hơi trầy xíu ha, có hơi trầy một bên. Mã số 5, 500 ạ. Số 6 là một cây cần tay lóng dài ráp khúc. Cây này là hình như của Suzumi mọi người, còn cái bao zin luôn nha mọi người. Nó có 4 khúc cần ráp ha mọi người. Em đo là 3m7. Vân giả trúc, carbon giả trúc. Đọt 0,8 ly, độ cứng tầm 2h5, nặng 100g, mã số 6 ạ. Phôi còn đẹp, ráp khúc nha mọi người. Giá 450, còn bao luôn. Nút thì không còn. Cái nút này mình về mọi người thiết kế giùm em, nếu thu gọn thì nó còn hai lóng ha. Cái này nút này thì nút nhỏ quá, kiếm không có mọi người. Nó về nó lạc rồi. Tiếp theo là một cây hai khúc, cây này cần chế mọi người, mã số 7 nè. Cây này là nó chế mọi người. Đây. Đọt rất cứng ha, bát Fuji FF7. Trên cần thì nó không để thông số. Cái này khoen đề ba của nó là dạng khoen Fuji gập như thế này. Đó, khoen gập ha, khoen súp gập. Nó có hai khúc thôi. Cái ngọn nó thì nó dính rất là nhiều khoen. Nó có một cái khoen xích ha. Còn lại khoen này là khoen giả quang nè. Bu nó là bu xích biển luôn ạ. Cứng rất cao, cây này cứng chắc phải hơn 200 quá,
200-300 gì đó mọi người, cứng lắm. Dài 2m4, ngọn là 5 ly 9, nặng là 330g, mã số 7. Cây này câu bạo lực cần chế ha mọi người, giá là 600.000, free ship, mã 7. Mã 8 là một cây dây trong của hãng NFT, dòng Hone Position. Bass là bass Fuji. Ở đây nó có bị xước mọi người. Nó có hơi không phải, nhưng mà nó có bị tróc cái phần sân, bị bên ngoài thôi nha mọi người, bị tróc cái sân ha. Xước miếng, nên nó cũng bị tróc miếng. Chiều dài là 3m3, độ cứng 50, C-Misty 51025. Dây trong. Đầu lóng ở đây là 2 ly 9 nặng 260g, 2 ly 9 ạ. Mã số 8 nha mọi người. Chỗ đây nó bị tróc cái phần sơn một miếng ha, bên ngoài xíu thôi. Mình câu thì nó cũng không ảnh hưởng gì nha mọi người, nó chỉ là bị cái lớp nông bên ngoài thôi, không có bị sâu bên trong. Đó. Rồi cây này để cho mọi người 500 ha. 500 free ship tem xuất nhập. Mã số 8 500. Mã số 9 ạ, là một cây cần Olympic Sub. Đây nó bị tróc phần sơn. Bass Fuji FF7. Dài 4m2 của hãng Olympic, khoan là khoan Fuji, ngọn 2 ly 1, ngọn 2 ly 2, độ cứng tầm 20 á mọi người, 20-25, chắc tầm 20 thôi, hoặc 2 ly 2, và cân nặng của nó là 400g. Mã số 9 giá 500 ạ. Mã 10 là một cây Holiday Swing, 3m6, độ cứng 20, tem xuất nhập, carbon Shimano. Tay cầm ở đây phần này nó bị giống như nó chảy cái phần keo mọi người. Đó, nó hơi cứng ở đây. Bass Fuji FF7, phôi có hơi dơ xíu nha mọi người, vì mình vệ sinh. Khoan Fuji, ngọn 2 ly 2, nặng 260g, có 4 lóng. Mã số 10 ạ. Rồi, cây số 10 giá là 500.000, free ship. Tiếp theo là số 11, là một cây lưu rút. Tay cầm ở đây thì nó còn bọc cái ni lông, có cũ theo thời gian, bass Fuji. Dài là 2m7, độ cứng ML, so cool good. Cái này là carbon rút nha mọi người, sắn ít luôn, khoen Fuji. Có 4 khoen, ngọn 2 ly nặng 290g, độ cứng ML, sắn ít, 2 lóng sắn ít ha. Cái chỗ này thì nó hơi bị rỉ ha. Mã số 11, dài 2m7, giá 550. 12 là một cây lưu 2 khúc. Bass Fuji, tay cầm là bằng cán gỗ bằng. Chiều dài là 2m7, so Worcester Maximus, mình dòng này mình lưu gầy biển được nè. Khoan Fuji, độ cứng thì trên cần nó không để, đọt 1 ly 9, nặng 220g. Cái này độ cứng tầm ML thôi nha mọi người, không có cứng cao. Không có cứng cao. Mã số 12, giá 700. 13 là một cây cần 2 khúc. 2 khúc. Cái này nó bị nó dính cái này. 2 khúc 2m4, độ cứng 50, có cốt nô luôn, 21680. Make in Hàn Quốc, tem xuất Nhật. Cần của hãng C, Hone Position, bass Fuji. Khoan Fuji, khoan bass đều là của Fuji hết. Cái này bị lai bu á mọi người, bu nó
viền là viền đen mà cái này thấy bô viền trắng, chắc nó lai bô. Đọt 2 ly 3. Độ cứng 50, ngọn nặng 240 g. Phôi cần cũng còn bóng đẹp, trầy xước ít. Ở đây nó có bị trầy một lớp sơn. Mã 13 giá 600 ạ. Từ 14 trở đi là một số cây phíp cho mọi người tham khảo nha mọi người. Mười bốn là một cặp cần ISO khoan nhỏ, gồm một cây 3m9 và một cây 4m. Cây này 3m9 thân nhỏ của hãng Daiwa Bass Fuji FS7. Đọt số 1 thu gọn 91 cm, có 5 lóng khoan Fuji, ngọn 1 ly 4, nặng 200 g. Cần phôi còn đẹp và cây này cũng phíp đỏ. Bass Fuji FS7 dài là 4m ạ. Ủa? Cây này dài 5m4 mọi người. Cây này dài 5m4 nha. Tôi xin lỗi. 6 lóng dài 5m4. Khoan Fuji. Phôi phíp đỏ luôn. Ngọn là 1 ly 4 nặng 440 g. 1 ly 4. Phôi trong có hơi trầy sơ. Một cây 3m9 và một cây 5m4. Mã số 14 giá 300.000 một cặp. 300.000 ha. Tiếp theo là 15 sẽ là một cặp mini, một cặp gồm một cây cần tay mini như thế này, thu gọn 39 cm thôi. Cây này là của hãng Promarine. Đọt 0,9 ly, độ cứng tầm 3H, nặng 100 g. Thu gọn 39 cm. Rẫy vô, rẫy rô giết là ok mọi người, cứng tầm 3H. Và một cây này là ISO khoan nhỏ của thương hiệu Daiwa Bass Fuji FS6 và 2FS7, đọt số 1 khoan Fuji. Ngọn là 1 ly rưỡi, nặng 120 g và thu gọn là 55,5 cm. Phôi cũng còn đẹp nè mọi người, trầy xước ít ha. Thì cặp 15 này là giá 300.000 một cặp. 16 là một cây mini, cần mini máy ha. Bass vặn như thế này, tay cầm là mút. Dài 1m8 của Hàn Quốc sản xuất, có 6 lóng, khoan là khoan Fuji. Ngọn đặt 1 ly 8, độ cứng tầm 20. Cái này nó bị khô keo thôi mọi người. Nặng 140 g. Phôi nó sơn mờ ha. Và thu gọn là 41 cm. Mã số 16 giá 200 ạ. 200 bao ship hả mọi người. Đó là mã số 16. Tiếp theo là mã 17 ạ, là một cây cần ISO biển Bass Fuji FS8. Tay cầm ở đây là nó quấn cướp chỉ rất là chắc chắn nha mọi người. Cây này không rõ thương hiệu. Chiều dài em đo là 5m4, khoen là không lồng sứ ha. Ngọn 1 ly 4. Ồ, cái này ngọn, ngọn 2 ly 4 chứ. Chờ em đo lại nha mọi người. Ngọn 2 ly 4. Ngọn là 2 ly 4 mọi người. Cái này ngọn to nè, 2 ly 4 ha. Phôi cũng đẹp. Nặng 810 g. Cây này hơi nặng ha. 810 g, phôi cũng còn đẹp. Mã số 17 giá 200 ạ. 18 là một cặp mini. Cặp này giá 200.000. Gồm một cây 1m65 và một cây 1m8 ạ. Tay cầm là mút bass vặn. Cây này 1m65 C-Bass. Khoen là có hơi rỉ nhẹ. Ngọn 2 ly, thu gọn 42 cm. Cây này độ cứng nó tầm 20. Đọt nó là đọt đặc. Và cây này của Trung Quốc sản xuất, bass vặn nè. Tay cầm là bằng mút luôn ạ. Dài 1m8 Enjoy Bass. Khoen là khoen đá sứ. Cây này khoen còn đẹp. Ngọn 1 ly 9, nặng 120 g và thu gọn là 45 cm. Mã số 18, một cây 1m65, một cây 1m8, giá 200. Tiếp theo, 19 là một cặp cần 2m7, gồm một cây này 2m7 là thu gọn 63,5 cm, bass vặn ha. Marine Caster, khoen là khoen không lồng sứ. Lòng của nó là lặn lòng kim loại.
Cái khoang chỗ này nó bị nứt ở đây một xíu nè mọi người, nứt cái viền nhựa thôi không sao ha. Vì mình chiếc miếng keo vào, mình xài bình thường, đọt đặc luôn. 1 ly 9 nặng 200g, thu gọn 63,5. Và cây này là 2m7. Và cây này cũng 2m7, bát vặn tay cầm là mút luôn, của hãng Romarin Waku Waku. Khoang là khoang đá sứ. Ngọn 1 ly 8 nặng 160g, cây này thu gọn là 73cm. Có 5 lóng. Mã số 19 à, giá 250. 20, một cặp cần lưu. Gồm hai cây cần máy đứng. Cây này là của thương hiệu Daiwa, tay cầm là bằng mút, bát vặn ha, bát nhựa, đồ cứng ăn lờ, dài 1m8. Lưu là 4 cho tới 14g. Make in Taiwan. Cây này là Taiwan sản xuất. Thiết kế và kỹ thuật gì đây là của tập đoàn của Mỹ ha mọi người. Mỹ ha. Mỹ thiết kế rồi Đài Loan sản xuất. Khoen là khoen đá sứ. Khoen đá sứ. Đọt 2 ly mốt nặng 100g. Và cây này 1m8. Tay cầm là bằng mút, bát, nhựa vặn. Khoen là khoen Fuji đá sứ. Cần này là cần đặc. Khoen Fuji cần đặc. Ngọn 1 ly 8 nặng 180g. Rồi một cặp câu lưu. Cô tôm, cô bè, mã 20, giá 250 một cặp. Tiếp theo là 21, là một cây cần 2 khúc 2 ngọn. Cô bè. Cần này là đọt nó cũng mềm thôi mọi người. Tay cầm là bằng gỗ, bát vặn, bát Fuji, cần còn đẹp mới. Phôi phíp đỏ của Suyumi, dài 2m1, độ cứng là 15. 5-15 và 25-40. Cái đọt trắng, đọt là đọt tháp nha mọi người. Đọt tháp phơi còn đẹp, khoan bát Fuji. Đọt 5-15 đây mọi người. Đọt 15, 5-15 đây. Mềm ha, đó, mình câu tôm rồi ok luôn nè mọi người. Đọt này thì đọt nó là 1 ly mốt. Và đọt này 2 ly. 2 ly, độ cứng tầm 40 nè. 25-40, hai đọt mình tùy vào lựa chọn ha. Địa hình. Mã 21, giá 300 một bao ship. Cần còn rất đẹp. 52 là 2m4, 2 khúc luôn ạ. Và bát Fuji FF7, khoen Fuji, dài 2m4, cứng 50, 2 đọt. Đọt tháp. Cần của Ryobi, Hàn Quốc sản xuất. Đọt 1 ly 9 và 2 ly 1. Đồ cứng 50. Đồ cứng bằng nhau, đọt thì nó chân lệch xíu thôi. Nặng là 260g, là một ngọn là 260g. Mã 22. Cái này cũng còn mới đẹp, cứng 50 nha mọi người. Giá của nó là 350. Rồi mọi người mua gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em số 0778873789. Em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người nha.